Mời các bạn quay trở lại với trận giao lưu bóng chuyền hơi giữa hai đội AB của thôn Hảo Nam. Hiện tại là xét đấu thứ 3. Xét đấu quyết định đội nào thắng, đội nào thua. Gần màn ảnh các bạn là đội của cô Hương. Xa màn ảnh các bạn đó là đội của cô Thơm và cô Tâm. Và cô Loan. Tỷ số hiện tại đang là 16 nghiêng về đội cô Hương. Hôm nay hai đội ra sân với màu áo lần lộn. Hay lắm. Đẹp lắm. Vừa rồi là quả cứu bóng rất cố gắng của cầu thủ Tâm. Rất tiếc. Hay lắm. Vừa rồi là quả vít rất uy lực của cầu thủ Trung. Quả vít khó đỡ. Phát bóng của anh Tâm. Ngoài rồi. Rất tiếc cho pha bóng tấn công sang bóng vừa rồi của anh gì lại quên mất là Phúc, anh Phúc. Anh Đại phát bóng. Cứ chưa gì là lô chết. Đang thắng mà cứ lô chết. Đẹp. Rất tuyệt vời. Ồ. Rất tiếc cho quả tấn công của anh Phúc vừa rồi. Wow, một quả bóng vắt bóng khó của cầu thủ mang áo Viettel đó là anh. Hay quá. Trời ơi. Một pha bóng tấn công đúng giữa mặt nợ. Cầu thủ Hương phát bóng. Trời. Quả bóng thứ hai của anh Phúc không thành công. Đã ghi điểm cho đội Hương. Và trận đấu kết thúc với tỷ số 3-1. Xin được kết thúc live stream trận đấu thứ nhất.